Messi thất bại, cổ động viên hô tên Ronaldo. Người hâm mộ Monterrey liên tục hô vang tên Ronaldo trong ngày Inter Miami thua 1-3 ở tứ kết lượt về CONCACAF Champions Cup hôm 11 tháng 4. Những tiếng hô Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo liên tục xuất hiện trên khán đài sân BBVA, Mexico trong phần lớn thời gian diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Monterrey và Inter Miami. Người hâm mộ Mexico không ngần ngại chế nhạo ngôi sao sáng nhất bên phía Inter Miami bởi đại diện từ Mỹ có ngày thi đấu gây thất vọng. Messi học được cách kiềm chế cảm xúc khi bị khán giả đối thủ hét tên Ronaldo và không có phản ứng thái quá nào. Cuộc đối đầu với Monterrey là lần đầu tiên sau gần một tháng, Messi trở lại đội hình xuất phát của Inter Miami. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chỉ có thể để lại một kiến tạo từ pha đá phạt khi đại diện MLS bị loại khỏi CONCACAF Champions Cup. Thời gian gần đây, người hâm mộ các đội bóng đối đầu với Messi hay Ronaldo rất hay hô tên một trong hai siêu sao này như một cách làm phiền và khiến bộ đôi kể trên mất tập trung thi đấu. Chiêu trò này chưa phát huy nhiều tác dụng với Messi khi cầu thủ luôn thể hiện sự điềm tĩnh. Trong khi đó, ở Ả Rập Xê Út, nhiều cổ động viên đã chọc tức thành công Ronaldo khi khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phản ứng lại. Hồi cuối tháng 2 ở giải Saudi Pro League, khi các cổ động viên Al-Sabah gào tên Messi, Ronaldo giận dữ và có hành vi gây phản cảm. Ngay lập tức, chân sút của Al-Nassr bị treo giò 2 trận.